Đây là một cái trò chơi mà không dùng lá thốt nốt đầu tiên được đăng lên YouTube. Trò chơi này được làm giữa đường nha anh em. Ông anh này ở khu vực xa không có lá thốt nốt nên làm bằng thùng gỗ gần cái cầu đường nha anh em. Cái vấn đề ở gần cầu cũng không sao, tại vì con dơi nó chủ yếu là ban đêm nha anh em. Ông anh này là ông có điện cho thuận, ông hỏi là ở xa không có lá thốt nốt thì làm trò chơi được không. Thì bên thuận này cũng có một số anh em làm thùng gỗ thành công rồi nên chỉ cái mô hình này cho ổng, ổng làm rồi hôm nay quay chia sẻ cho anh em coi. Cái này là mình chỉ cần dùng máy với lại tiếng dơi rồi cộng thêm kinh nghiệm thuận trễ nữa là anh em về làm được nữa. Rồi xong rồi nha. Bây giờ này là tới 70. Lên mình lên này là 30. Đây viên đấm này là 50 ha. Đây. Ở quá 100 này. Cái khoảng này khoảng này là 35, khoảng này cũng 35 cm luôn. Bảy mươi thấy nó hơi bự. Này mình cứ thải mở ra nghe. Đó. Đúng rồi anh Thịnh ơi. Thôi ha, 30 rất là yên.